Nón chè nha. Nón chè đu đủ táo, thiếu nấm tiết. Nó này mình nấu với đường phèn. Mình mua về mình ăn gỏi mà mình cứ để đợi 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 nó chín luôn. Chín lên thì mình làm cái khác. Làm gỏi đu đủ. Thành chè đu đủ luôn. Này có nấm tiết nữa ngon lắm rồi cả nhà. Nấu với táo với đu đủ rồi mình bỏ đường phèn vô, cái này mà có nấm tiết nữa bỏ vô nữa là ngon lắm, ăn mát bổ. Nên mình hầm hầm gà, gà ép nha. Gà ép thì mình có mấy cái vị thuốc bắc vô, còn hầm sâm thì mình không có bỏ, bỏ mấy cái đen này này kia vô. Mình có tỏi nữa nè. Gà ép nha các bạn. Và nước nước nó hơi sôi sôi rồi mình bỏ này vô, nó hết cái gia vị vô. Nó có mùi thuốc bắc. Còn mình hầm sâm thì mình không có bỏ. Rồi bỏ con gà vô. Rồi, con gà này nó hơi bự. Mà cũng vừa cái nồi. Đó. Bỏ chút muối vô trước đi. Rồi lát mình phải nêm mấy gia vị kia. Gia vị bình thường nhà mình ăn đó, ngọt, muối, đường, cà no. Rồi vậy thôi. Mình hâm nồi. Lâu lâu mình phải hâm ăn. Hầm cho nó gục luôn, hầm cho nó gục gã ra. Rồi chúc các bạn xem vui vẻ nha.